Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Fukulan nhận 200 tóc cần có hiệu lực Fuku Go 3 nha bạn. Thì mình đã jackpot Go 1, Go 2 thì bạn tiếp tục jackpot con Go 3 nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình làm jackpot nha bạn. Các bạn chọn này rớt. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên bạn chọn group controller thì mình đã chọn gọi hết rồi. Bạn chỉ kiểm tra lại thôi nha bạn. Rồi, tiếp tục follow từ Twitter và retweet bot. Rồi, các bạn like và chấp nhận bị dưới game Go 3 các bạn. Một bô cô bằng 0.1 BUTT các bạn. Nhận dự án này khoảng hai mấy đô các bạn. Rồi, bạn chấp nhận cho tôi quyết các bạn. Tiếp tục follow minimum nữa các bạn. Chắc này minimum được follow rồi vậy. Rồi, các bạn vào follow minimum á. Go 1 của 2 mình đã follow rồi vậy. Mạng yếu quá, follow không nổi. Rồi tiếp tục follow từ Twitter và từ Twitter nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho từ Twitter nha bạn. Các bạn ghi A cộng này rớt ta. Thì trên ngũ góp này khỏi nói các bạn. Uy tín 100% nha bạn. Rồi các bạn bấm research nè bạn. Rồi bạn lướt xa đi vô bot nè bạn. Laptop. Rồi, dòng đầu tiên bằng địa chỉ email các bạn vào các bạn. Rồi, tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet mình nào. Rồi, tiếp tục mình gửi đường link Blockfi tại Twitter mình nha các bạn. Rồi, trên tại Twitter thì các bạn nhấp vào bao anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Đây cho bot nè. Nhìn sao bot đứng luôn người ta. Các bạn chạy xíu các bạn. Rồi tiếp tục con submit link request nè. Rồi là cái lượt cái bài đầu tiên các bạn tăng 5 người bạn nha các bạn. Các bạn chia sẻ, các bạn sao chép liên kết nè. IDO. Rồi, bạn gửi lên support nè. Rồi, tiếp tục, họ có follow minimum and I have so net nè bạn. Submit enter minimum. Link. Thì bạn mở cái đường link minimum các bạn lại nè các bạn. Hy vọng được cái ấy. Vì trên minimum mạng mình yếu quá, các bạn lót mình lấy không được, các bạn nhấp vào ảnh avatar nha các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar nữa, rồi bạn sao chép liên kết minimum mình nha các bạn. Rồi, bạn gọi cho bot nha các bạn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Vì mạng mình yếu quá, lót trang minimum không nói. Rồi bạn cho anh tiếp controller, bấm my health cho net. Rồi bấm my health cho net. Rồi bấm vào menu. Sau đó bạn bấm balance sheet để số cần kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 200 token Boko rồi bạn. Bạn gì đến game chia sẻ em bè những cái thằng để kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.